bạch thầy cho phép con được hỏi và xin thầy giải thích cho mấy điều con không hiểu tại sao như sau một từ khi con quy y đến nay ban đầu con không thấy gì về sau con thấy nhà con hậu quả hậu quả đến quá nhiều hàng ngày con tụng kinh gần đây nhà con tai họa đến nhiều con chuyển sang tụng kinh phổ môn và kinh dược sư có được không thầy con xin thầy giải thích và nên đọc kinh gì gì ạ à? phật tử này hỏi cái câu hỏi này thứ nhất đấy là phật tử này mới đi quy và quy xong thì tại sao mà lại thấy có nhiều chuyện vào tai họa đến nhà đó thế thì phật tử chắc đang tụng kinh kinh gì đó ở đây không ghi rõ Bây giờ thấy chuyển sang Kinh Phổ Môn và Kinh Dược Sư. nha, Đấy. Thế thì bây giờ cái vấn đề này như thế nào? Có phải là do đi quy y Phật mà lại có tai họa hay không? <laughs> Nghe không? Đấy. Phật tử này đang phân vân chỗ này. Thì Thầy xin trả lời như thế này. Chắc chắn cái việc quy y tam bảo thọ chỉ giới pháp của Phật là chỉ có tăng phước phước chứ không bao giờ mà lại có họa cả. Nghe không? Phước là từ cái việc mình hướng thiện mình làm. Mà cho nên khi mình quy tam bảo, quy tức là nương tựa vào Phật pháp tăng, quy tam bảo là nương tựa vào Phật pháp tăng. Thì như vậy mình có thêm chỗ nương tựa, thứ nhất ấy, là về mặt tâm mình đã vững vàng hơn. Nghe không? Thứ hai là thật sự có sự gia hộ của Tam Bảo. Chứ không phải không? Đã, trước đây thì đã dẫn cái câu kê, câu chuyện mà ông ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông đã sắp sửa chết và ông chết biết rằng ông chết ông sẽ đọa làm con lừa. Nghe không? Thế mà ông nhờ Quy Tam Bảo mà ông thoát kiếp lừa. Ông lại được sinh trở lại làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và có vô số những câu chuyện. Nghe không? nhờ quy tam bảo mà được tăng phước rồi tăng thọ tiêu nạn cái chuyện đó mình phải xét bản chất cái sự việc đấy các phật tử phải nhớ mình phải xét bản chất sự việc ấy là thiện là tốt à, là lành thì đấy là việc tốt đấy là việc chỉ có phúc chứ không có họa còn bây giờ bảo con đi ăn cắp con đi tổ chức đi để giết người vâng <laughs> thì cái việc ấy là thế nào? Việc cái việc ác, việc xấu, việc ý là sẽ có tai họa, đem đến cái ác nghiệp cho mình. Các hoàng, con đi quy Phật là một việc cực kỳ là tốt lành, có thể nói là một cái phước rất lớn. Đã trong kinh Phật nói đó, cái người quy Tam Bảo mà thọ trì năm giới của Phật thôi, cái phước của người đấy nó đã tăng hơn trước một ngàn lần rồi. Trước đây cái phước của mình chỉ được một phần này thôi. Ha. Nhưng quy Tam Bảo xong nữa nó lên cả chục mét rồi. Thọ giới đó. Như vậy là phước mình tăng chứ. Cho nên Thầy thường khuyên các quý Phật tử chuẩn bị đến năm vận, năm hạ. Không? Thì tranh thủ đi quy Tam Bảo đi. Nhờ nương tựa Phật đi, Phật che chở cho. Sang năm 49, sang năm 53, thì năm nay phải đi quy ngay đi, tranh thủ. Phật còn đỡ chứ. Phật đỡ cho chứ. Cho nên tất cả các Phật tử phải rất rõ ràng bản chất cái sự việc mình làm. Nếu sự việc ấy là tốt, là thiện lành, là những người có trí trong thế gian người ta tán thán thì mình phải làm và làm việc ấy là chắc chắn là có phước. Đừng bao giờ dao động. Nghe không? Ai nói rời, nói biển gì, nói ngược, nói xuôi gì, không lo, tôi làm việc này, tôi thấy việc này tốt. Thì tôi làm. Chắc chắn việc này chỉ có sinh phước, không sinh họa được. Nghe không? Đấy. thế còn với riêng hoàn cảnh gia đình phật tử này thì phật tử sau khi đi quy xong thì thấy trong nhà xuất hiện một số các cái hiện tượng những cái, cái tai nạn chẳng hạn thì đây làm sao đây không phải do cái nhân quy y do cái việc mình đi quy y mà bị à, mà không đi quy y thì nhà mình cũng bị những cái tai nạn đấy mà có thể còn bị nặng hơn nhờ mình đi quy y đó mà cái phước của mình nó cũng đỡ cho nhà mình được một phần Đáng nhẽ nhà mình bị cái nạn cả 10 phần ấy, nhà mình đi quy nó còn giảm còn 9 phần đấy. Nghe không? Chứ không là gánh đủ cả 10 phần. Vì sao? Cái nhân quả nó tuần tự, nó diễn tiến. Cái quả này, cái quả báo của mình đến kỳ này nó phải trổ là nó trổ. Giống như cái cây ấy. À, cây lúa mình gieo 3 tháng thì đúng 3 tháng nó sẽ trổ bông. Wow. Đã. Rồi cây chuối mấy tháng nó ra quả thì đúng mấy tháng nó sẽ ra đấy là cái tuần tự của nhân quả trước đấy mình đã gieo nghiệp ác hoặc trong kiếp trước mình gieo nghiệp ác hoặc là đầu đời mình gieo nghiệp ác mình đi phá phá chùa đập tượng hoặc. thế đến bây giờ cái thời này là lúc là quả báo nó trổ ra rồi đến lúc này là quả báo trổ ra là phải trổ hoặc. nếu mình không biết tu nhân tích đức không quy tam bảo hướng thiện thì cái quả báo ấy nó nặng cả mười phần Nhà mình đấy, còn rời Phật còn run rủi cho mình có duyên với Phật để đi quy, đã đỡ đi cho một phần rồi đó. Đó, thấy không? Đấy, cho nên thầy khuyên những gia đình nào mà hoạn nạn nhiều thì cả nhà quy Tam Bảo. Nó tăng phước cho mình lên. Phước tăng ấy thì họa nó sẽ giảm. Cái quy luật nó như vậy. Phước và họa nó là hai cái nó nó đối kháng nhau. Phước nhiều thì họa nó tiêu, bớt đi, mà phước ít thì họa nó sẽ tăng lên. Các quý Phật tử rõ không nào? đó cho nên ở đây được cái phật tử phải tin chắc nhé bây giờ nếu mà đi quy tam bảo ở nhà xảy ra những hạn thế thì phải càng động viên con cháu đi quy hết đi quy tam bảo hết đi cho nó bớt đi nhé bắt đầu hướng thiện mà làm việc thiện đi đó vì nhân quả của chúng ta là có ba thời kỳ quá khứ hiện tại và tương lai quá khứ mình làm ác thì có thể trong hiện tại nó trổ ra quả báo ác mình phải chịu khổ chịu tai nạn hoặc là nó trổ vào trong tương lai đấy Trong tương lai sẽ trổ quả đấy. Mà đã làm rồi thế nào nó cũng trổ quả Nếu mình không có tu tập Nếu mình không có Chuyển hóa Mình không có làm các việc lành thiện Thì quả báo nó sẽ trổ đúng như vậy Nghe không? Đó, Chúng ta nhớ nhân quả là một tiến trình Rất là logic như thế Và cực kỳ khoa học Cái này không có gì là mê tín cả đấy, nhá. Cho nên điều này thì Phật tử Phải tin sâu, tam bảo Và quan trọng nhất là Mình xét bản chất sự việc ấy mình làm mình đi lễ chùa đấy là việc thiện, mình quy tam bảo là việc tối thiện, tối thượng thiện, có phải không? đấy, thế thì tại sao lại có thể có quả xấu được? không thể có, không phải do cái nhân này mà có quả xấu, cái quả xấu nhà mình chịu là do cái nhân khác, do cái nhân trước kia mình đã gây những việc ác, bây giờ nó trổ quả, có phải không? đấy, nha, yeah. các Phật tử nhớ chưa nào? thầy lại lấy cái ví dụ nữa, giờ Phật tử thêm dễ hiểu, ví dụ cái mảnh ruộng nhà mình có những hôm mình vô ý mình ra đấy mình đánh rơi những cái hạt hạt gai hạt cây bồ kép chẳng hạn rơi vào mảnh vườn mình chả để ý mình vô tư thế thế rồi khoảng ba bốn tháng sau mình mới đem hạt gì đem hạt hạt đu đủ ra mình gieo vừa mới gieo hạt đu đủ xuống thì mấy hôm sau lại thấy đúng cạnh cái hạt cái ngay cho hạt đu đủ nó mọc lên cây gai bồ kép thế mình bảo không biết là tại sao mà nó lại ra cây gai này vừa mới gieo hạt đu đủ mà lại ra cây gai thế này nghe không nó giống như cái cái việc này vậy nghe không việc cái việc thiện mình mới làm à thế còn cái việc ác mình đã làm từ trước đấy rồi bây giờ nó trổ quả rồi nó đến kỳ của nó trổ mình phải chịu không phải do cái nhân mình làm việc thiện mà chịu quả cái đấy không có nhân nào nó sẽ quả đấy nghe không nhớ như vậy đệ tử Phật phải tin chắc cái điều này hiểu không? Đã. ở thế gian thì đôi khi người ta có tuyên truyền cái câu là làm phúc phải tội các phật tử có nghe câu này không? thế rồi nhiều người cũng nghe câu này Ôi thôi đừng làm phúc nữa lại phải tội đấy nếu mà tin câu này là mình đọa luôn đấy cái câu làm phúc phải tội nó không đúng nhân quả làm phúc thì được phúc làm tội thì mới chịu tội có phải không? thế nhưng mà tại sao mà người ta lại có cái câu này mà cũng nhiều người tin. À, vì khi chúng ta gọi là làm phúc mà chúng ta chưa xét kỹ cái nhân. Ví dụ bây giờ bảo tôi thấy cái cháu này nó nghiện, nó vật vã, tôi thương nó quá, tôi làm phúc, tôi cho nó mấy, mấy triệu cho đi hút. Thế đấy có gọi là làm phúc không? À, thế là làm tội chứ. Mình thì mình tưởng là làm phúc, hiểu không? Nhưng mà thật ra cái nhân này là mình không có trí tuệ. Thực ra không phải làm phúc mà làm tội. Đã. Thế giờ mình chiều con mình 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 cứ cưng nựng nó, mình tưởng đấy là là thiện là phúc, tôi không đánh con tôi đâu. Tôi rất là hiền hiền thục và không đánh con. Thế tưởng là hay là thiện nhưng hóa ra đấy lại là là ác. Đó. và cho nên vì mình như thế sau này con mình nó hỏng thì đấy là cái quả khổ của mình do mình khi mình làm cái nhân này mình không xét cho kỹ. Vì thế gian chúng ta khi gieo nhân không xét kỹ cái nhân này thật bản chất nó là thiện hay là ác. Chứ còn nếu thật là nhân thiện thì nó sẽ có quả thiện không thể nào mà ra quả khác được. còn cái nhân mình ác nhưng mà hình tướng mình thấy là thiện thì nó vẫn ra cái quả. các quý quý phật tử rõ chưa nào? đó nhé. chứ không có bao giờ làm phúc lại phải tội. vì khi chúng ta làm việc tưởng là phúc nhưng thật chất nó lại là mình đang làm cái việc xấu, việc ác hoặc là mình đồng với việc ác mà mình không biết. Đấy, cho nên nó mới sinh ra cái quả xấu sau này. thì thế gian bị lầm người ta cứ tưởng là mình làm phúc mình phải tội. nhé. Thì các Phật tử nhớ không bao giờ có chuyện đó Chúng ta phải tin chắc cái nhân quả này Ở đời là như thế Vậy thì Phật tử này Trước cái hiện tượng gia đình mình bị như thế Thì càng phải chăm chỉ tu hành Chăm chỉ làm phước hơn nữa Động viên cả nhà, cả con, cả cháu Nên quy tam bảo, sám hối nghiệp trướng Nghe không? Và tùng kinh niệm Phật Để mà chuyển hóa tâm mình Tùng kinh niệm Phật cũng có phước Nhưng mà hay hơn, phước lớn hơn Là chúng ta biết tu tập tâm mình Để chuyển hóa tâm mình Nghe không? Tâm mình phải chuyển thành tâm lành thiện thật sự và Thì nó mới thật sự là hết cái gốc của tội lỗi Cho nên phải quay về tu tập tâm Nhá, Thế còn Phật tử nếu chuyển sang tụng kinh phổ môn Hay là tụng kinh dược sư thì cũng tốt Nhưng mà tụng kinh phổ môn thì phải hiểu lời Phật dạy Tụng kinh dược sư cũng phải hiểu lời Phật dạy để chúng ta tu Trong kinh phổ môn, trong kinh dược sư Đức Phật cũng đều nói đến những cái nhân cái quả cả Nghe không? Chúng ta phải tu tập chuyển nhân để chuyển quả nhân xấu ác thì không thể nào đòi hỏi có quả ngọt bùi được. Đó. Câu hỏi thứ hai. <laughs> Bạch thầy, con đọc thần chú thủ lăng nghiêm ở nhà có được hay không ạ? À? Hay chỉ được phép đọc ở chùa? Thì thầy trả lời câu hỏi này chung cho tất cả những câu hỏi về các thần chú khác nha. Tất cả thần chú mật chú của Phật đọc ở nhà cũng được, đọc ở chùa cũng được, không có cấm. Ở đâu đọc cũng được, nha. Ở chỗ nào cũng được, nha. Chỗ nào mình có thể đọc thần chú của Phật được. Kể cả danh hiệu Phật, ở đâu mình đọc, mình niệm cũng được, nha. Ừ, chỗ nào cũng được. Ừ. Chứ Phật không có cấm, không có chế ra thần chú này chỉ đọc ở chùa hay thần chú này mới được đọc ở nhà. Phật không chế thế, ở đâu mình đọc cũng được. Đọc thần chú để làm gì? Để chúng ta được định tâm khi đọc thần chú. Thực ra cái câu thần chú chúng ta không có hiểu nó đâu. Phải không? Ví dụ chú lăng nghiêm cái câu kết là an không hiểu cái gì cả. Nhưng nhờ mình chú tâm mình đọc nó, mình kính tín cái lời Phật dạy mà tâm mình nó được nhiếp nó, nó định tâm, nó định tâm cho nên nó được được cát tường, được an lành. Tất cả thần chú đều có cái công năng như vậy. Với cái người tâm thanh tịnh ấy thì người ta đọc một câu nào cũng có thể thành thần chú được. Nghe. Như Phật Bồ Tát thì ngài nói câu nào cũng có thể thành thần chú được. Chúng ta thì phải mượn thần chú của Ngài để chúng ta định tâm. Yeah. Thế cho nên với việc tụng đọc thần chú là Phật không có cấm ở đâu mới được đọc. Yeah. Tiếp theo câu hỏi nữa. Kính lại Thầy, từ khi con đi quy đến nay, con không có đốt vàng mã nữa. Con thấy nhiều Phật tử vẫn đốt cho các cụ. Hay con không đốt mà các cụ phá nhà con hàng... Hàng ngày con tụng kinh xong con cũng hồi hướng và cầu cho các cho cho cả nhà và cầu siêu cho các cụ mà vẫn bị xui đầu năm và cuối năm có phải viết sớ không hả thầy? Đấy, Phật tử này, đúng là Phật tử này là tân Phật tử. À, cái việc đốt vàng mã thì chùa mình đã giải thích rất nhiều, nó không đúng tinh thần của đạo Phật, nghe không? Không đúng, Đức Phật không có kinh kệ nào dạy chúng ta đốt vàng mã cho người đã mất hay là đốt vàng mã để cúng cho Phật để Phật có tiền tiêu nghe không? Không phải thế nhé. À, tất cả thế giới à, cõi mình gọi là cõi âm đi hay là cõi vô hình đấy họ thụ hưởng chủ yếu là bằng cái phước báo. Khi họ có phước báo thì tự nhiên họ được ăn được đầy đủ. Cũng giống như trên trời cũng thế. Trên trời các ông trời các cô tiên trên trời thụ hưởng đều do phước báo khác nhau. Cùng cái cơm ấy nhá nhưng mà ví dụ cái vị trời mà có phước báu nhiều hơn thì cái bát nó, nó đẹp hơn và cơm nó thơm hơn tự nhiên nó sinh ra cái bát cơm như thế nhá, còn vị trời kém phước hơn thì cái bát nó xấu hơn tí cơm nó, nó không có mùi thơm bằng đấy là do phước báu khác nhau cói ngã quỷ gói cô hồn cũng thế cói ngã quỷ do nghiệp báo ác cho nên là không thể nào mà ăn được ăn cái gì cũng biến thành máu thành phân thành nước tiểu hoặc thành lửa, thành than. Phải nhờ chú nguyện, phải nhờ cái định lực của chúng tăng nữa. Đấy cho nên bà Thanh Đề mẹ của một Kiều Liên đấy, bị đọa làm ngáo quỷ. Không ăn được. Ngài một Kiều Liên dâng cơm xuống lại biến thành than, có ăn được đâu. Phải nhờ sức chú nguyện của chư tăng và ngài một Kiều Liên tác phước cúng dường trai tăng. Đó. Mà nó sinh ra được cái phước cho bà ấy. rồi bà tự nhiên bà thọ dụng được rồi bà được sinh thiên Nhá. cho nên ở đây thì đối với việc cúng cho người đã mất cúng thí cho người đã mất phật dạy không phải đốt vàng đốt mã cái vàng mã là thầy nói cái tập tục từ trung quốc nó sinh ra chứ thầy đi sang cái đất gốc phật giáo như ấn độ chẳng thấy ai đốt vàng mã miến điện thái lan tích lan chả thấy ai đốt vàng mã cả chỉ từ anh từ trung quốc rồi nó lây sang thì nhật bản rồi đài loan với Việt Nam là bị lây thôi Là đốt vàng mã Nhưng mà cái tục đốt vàng mã Nó thành lâu đời rồi Bao nhiêu trăm năm dân ta đốt vàng mã nghe không? Thì thôi thầy thì không cấm Ở đây thầy nói thầy không cấm Các Phật tử đốt vàng mã Nhưng thầy khuyên là không nên không? Tất nhiên nó thành cái tập tục rồi Ví dụ mình đốt một tí một tí Cho nó ấm nhà ấm cửa Thì thôi cũng không sao không? Nhưng đừng trở thành đốt nhiều Nó thành cái tệ Rồi làm cho con cháu sau này nó hiểu lầm nó mua hàng kho vàng mã, chất vào đấy rồi đốt. Nghĩ rằng đốt như thế là ông bà mình, tiên tổ mình hưởng được thì đấy là hiểu sai. Nghe không? Thế còn Thầy cũng không cấm. Ở đây Thầy hoàn toàn không cấm Phật tử nhé. Việc tiền của Phật tử mua giấy đốt thì Thầy không cấm. Nhá. Nhưng mà Thầy khuyên chính Pháp Phật là không cần. Có thể cái tiền đấy ta, ta mua vải vóc thật hay ta mua quần áo thật, ta bày, ta cúng không sao nhé rồi cái cần áo ấy ta cho con cho cháu mặc hay là bố thí cho người nghèo đều được hết vải vóc ấy Nghe. muốn cho người mất nhà mình có áo có quần mặc ta mua vải ta cúng giường chúng tăng hồi hướng phước báo cho họ lập tức họ có quần áo đầy đủ ngay nha họ đói khát ta cúng giường chai tăng cho họ là họ có họ có cơm ăn ngay rất là rất là tự nhiên như vậy đấy thế các bạn tự nhớ rõ cái điều đó họ không có phước họ không ăn được không có phước thì tự bản thân họ không thể thụ hưởng được đấy nhé rồi thế còn việc viết sớ viết sách thì đối với tinh thần của phật thì cũng không cần thiết đức phật đã dạy rồi tâm xuất là phật biết hay phật chứng cho nên người đệ tử phật thì chỉ tâm thành khấn phật là được không cần sớ sách tuy nhiên cái việc viết sớ thầy cũng không cấm ví dụ mình không biết đọc lời bạch thì thôi viết cái tờ sớ cũng không sao nhưng mà cũng không cần thiết ở đây thầy nói là không cần thiết phật tử giác ngộ thì không cần thiết bộc bạch nôm na phật vẫn chứng cho mình nhé thế còn ai mà muốn thích cầu kỳ có sớ có sách thì cũng không sao cái đấy không phải là cái đấy không phải là mê tín nó cũng không phải là cái lỗi lầm không có tội gì cả nhé thế nhưng mà về bản chất sự việc là không cần sợ sách tự mình đến bạch phật đấy ngày tới đây con tính làm việc này và xin phật chứng minh cho cho con và Phật gia hộ việc này là việc thiện, con xét thấy nó là việc thiện, không phải việc ác, việc này việc lợi ích cho mọi người, con xin Phật chứng để con làm việc này. Đấy là được, hiểu không? Nha, đấy thì đối với Phật tử này hỏi thì xin trả lời như vậy. Qua ba cái câu hỏi của quý Phật tử này, đại chúng có còn thắc mắc gì trong ba câu hỏi này nữa không? À. tiếp theo có phật tử hỏi kính bạch thầy bố thí chúng con tùng kinh di đà ở nhà đêm nằm mơ thấy rất nhiều người lạ là vì sao phật tử này nói rằng con tùng kinh di đà ở nhà đêm nằm mơ thấy rất nhiều người lạ vì sao cái chuyện mà chúng ta nằm mơ nằm mộng đó thì nó cũng rất nhiều chuyện đã gọi là mộng mơ mà thì nó biến hóa ra nhiều thứ lắm có hỏi mộng mơ nó biến hóa ra rất nhiều thứ có những cái thứ ban ngày mình không thấy nhưng mà tối ta mộng mơ ra Vâng. thầy nói chắc chắc gì đã ai nhìn thấy uh, ma bao giờ đâu nhưng mà khi mơ mình làm thì mơ thấy ma hay là mình chưa thấy tiên như thế nào nhưng là mơ thấy tiên hay là mình làm mơ mình thấy người cá ví dụ thế đã ai nhìn thấy người cá đâu ví dụ thế Vâng. mình làm mơ ra thì cái giấc mơ nó là nó là một cái dạng thức tưởng nó biến hóa thức tưởng biến hóa nhé nó biến ra đương nhiên ý, thì trong kinh Phật cũng dạy trong tất cả giấc mơ của mình ấy nó cũng có một cái một vài cái loại giấc mơ là đặc biệt là giấc mơ báo trước à, giấc mơ báo trước có thể là ai báo trước chư thiên chư thần người ta báo trước nếu mình mà tu tập tốt à, rồi được chư thiên chư thần người ta hộ vệ thì người ta cũng báo trước cho mình những cái có thể những cái tai những cái họa sắp xảy ra họ báo trước họ báo bằng có giấc mơ nhé yeah. chư thiên chư thần hai là sao là thân quyến của mình cũng có thể người ta báo người ta báo có giấc mơ nhé yeah. những các loài quý mị nó cũng có thể báo cho mình bằng giấc mơ cái đấy là có thể thông qua giấc mơ nó báo rồi có những cái giấc mơ là nó báo về sức khỏe của mình à, ví dụ như là một số phật tử thấy thường là mơ mà ví dụ như là rụng răng này chảy máu hay là thế nọ thế kia Đấy, thì thường đấy là những cái giấc mơ nó báo về cái sức khỏe của mình. Đấy. Thế rồi bệnh tật của mình nó cũng báo lên biến vào cái tàng thức nó thành cái giấc mơ. Cái chuyện đó vẫn có xảy ra. Cho nên giải mã giấc mơ thì nó rất phức tạp không phải đơn giản. Nó phải là vào hàng các bậc thánh thì mới thấy rõ chuyện này. nhé. Thế nhưng trong kinh thì Phật nói nếu mình ngủ mình thường mộng mơ thấy nhiều người đói khát rách dưới thì có thể đây là những thân nhân quyến thuộc của mình đã quá cố họ bị đói khát thật họ về họ báo cho mình để mình làm phước cho họ cái chuyện này là trong kinh phật đã, đã kể những câu chuyện như vậy mình ngủ mình thường mơ thấy những người như thế này đói khát rách dưới đến thấy không? họ đến họ xin mình này nọ thì có thể đây là những người thân của mình ông bà tiên tổ mình quyến thuộc mình đã quá váng họ bị ở cảnh ngạ quỷ đói khổ giờ họ về họ báo mình cậy nhờ mình hoặc là làm sao đó để mình có lòng tin mà mình tác được phước cho họ để cho họ bớt khổ không? thì cái trường hợp của cô này có thể là rơi vào trường hợp này của phật tử này nhé Đấy. chứ còn giấc mơ thì nhiều thứ nhưng mà các phật tử cũng đừng quá đặt nặng cái chuyện mộng mơ không? À, nhiều khi thấy giấc mơ thế này thế kia rồi cứ hoảng loạn lên cái đó cũng không nên đừng đặt nặng quá nhé có phật tử hỏi rằng kính bạch thầy xin thầy hướng dẫn chúng con phương pháp để tiết chế sắc là gì ạ? À? Làm thế nào để diệt trừ được tâm tật đố và đố kỵ ạ? À? Cái việc tiết chế sắc dục, tức là đam mê sắc dục, thì đặc biệt cái vấn đề sắc dục là một trong những cái dục lớn của chúng sinh, không phải của loài người. Trong năm cái dục đó, thì có tài, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thủy dục tài sắc danh thực thủy đấy gọi là ngũ dục ngũ dục này nhà phật gọi là tai họa cho nên trong kinh bát Nhã nhân giác phật dạy là gì ngũ dục quá họa là tai họa chúng sinh đều vì năm cái dục này mà quay cuồng điên đảo tàn sát lẫn nhau và cũng vì năm dục này mà tạo các nghiệp ác để rồi chết đọa lạc Đó, nếu mà không vì năm dục này thì tu rất dễ đều vì dục đấy cho nên đại chúng thấy không mình ra đường hỏi nhau thì hỏi sao hoặc là gì tôi đi kiếm tiền hỏi bác đi đâu tôi đi kiếm tiền tôi đi đào than tôi đi lấy củi tôi đi này khác tôi đi kiếm tiền đấy là vì vì tiền vì tài đấy cái chữ tài không tiền thì lại gì lại tình hay là sắc dục đó tình ái nào đêm đêm đấy đèn xanh đèn đỏ đèn mờ đấy chỗ ấy là những cái chỗ ái tình đấy thế thì chúng sinh thì chết vì những cái này rất nhiều kể cả những vị tai to mặt lớn nhiều khi cũng chết vì những cái này, à, đam mê cái này. Cái sắc dục là cái rất là lớn. Trong kinh 42 chương Đức Phật dạy đấy, nếu ở cái thế gian này có hai cái dục như là sắc dục, có hai cái thì không một ai có thể tu thành đạo được. May mà chỉ có mỗi một cái thôi. Có mỗi một cái gọi là sắc dục, chứ có hai cái sắc dục hai cái nó đều Mạnh mẽ như cái sắc dục này Thì không ai tu thành đạo được hết đâu Phật nói rất may chỉ có mỗi một cái Cho nên vẫn có người tu được Nghe không? Thế và sắc dục là một trong những cái chướng ngại rất lớn Đối với người tu hành Không phải với Phật tử Mà với kể cả người xuất gia Đều là những cái chướng ngại rất lớn Nghe không? Thế thì trong Kinh Đức Phật cũng dạy Cái cách để tiết chế cái sắc dục Ham muốn về sắc dục và cái sắc dục này là từ đâu từ vô minh mà nó ra thôi vô minh vô minh nó làm cái cái động lực rất là mạnh đó Rộng rất mạnh nó chi phối chúng ta đó. thế thì đa phần chúng sinh là thuận theo cái vô minh này chân bây giờ tiết chế sắc dục là cái nó đi nghịch nghịch lại thì phật dạy những phương pháp thứ nhất đi. ví dụ như là về ăn uống chúng ta phải có tiết độ không đam mê những cái thức ăn mà nó nó sinh ra những cái ham muốn nhiều ví dụ như là đối với chư tăng trong giới của chư tăng là Phật cấm ăn mấy thứ hành ngũ tân ấy, hành hẹ tỏi kiệu đấy nghe không những cái đấy là nó ăn sống thì nó nó hôi mồm hôi miệng nóng nảy mà ăn chín ấy, thì nó sinh ra lòng dâm dục cho nên là Phật cấm chư tăng không ăn nghe không Đó, cái ý là nó sinh ra nó giống như gọi là cái thuốc kích thích đấy mình phải 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 dừng khi chúng ta mà ăn những thứ là mình khó có thể tiết chế cái lòng dục được đấy là về ăn uống phải có điều độ nghe không điều tiết cái ăn uống nếu ăn uống vô độ thì sẽ sinh ra cái ham muốn sắc dục đó. không quản lý được đó thứ hai là phải tu tập Phật dạy cái phương pháp ví dụ như là quán quán thân xác của mình là thân xác bất tịnh quán thân xác của người là vật bất tịnh. Nếu ai mà thấy được cái thân xác của mình hay của người thật sự chỉ là một cái bao, một cái bao da đựng bên trong bầy nhảy máu mủ xương cốt, không? phân tiểu ở trong ý thì chả ai ham ai cả, đúng không? Đấy, mà cái này là Đức Phật đã đã nói ngay trong kinh Đức Phật nói đấy. Đức Phật thì đại chúng biết rồi rất là đẹp, có thể nói Phật là rất đẹp trai. Phải không? cho nên là đâu có phải không có người mê phật đâu ừ. cái ông lão này vợ chồng ông có cô con gái rất là xinh gái ông bà phải kén cái chàng rẻ là phải xứng đôi với con gái ông ấy phải thật đẹp tướng phải hoàn mãn thì mới được bao nhiêu chàng rẻ đến bao nhiêu công tử vương tôn đến ông bà đều không ngừng thế hôm ấy thì ông bà đi ra đường thì tự nhiên nhìn thấy cái vết chân ở trên đường thì vết chân phật đi khất thực qua đường nhìn thấy vết chân phật in trên đường ông mới nhìn thấy vết chân rất lạ vết chân này rất lạ rất đặc biệt nó có những vòng xoáy những cái bánh xe những này khác thế thì ông bảo cái con người này nhất khoát phải là người phi thường người này thì chắc là xứng với con gái ta cho nên ông lần theo vết chân ông đuổi kịp được phật nhìn thấy phật thì ông chóa mắt rồi ông bảo người này là quá đặc biệt vĩ đại nhất khoát mình sẽ gả con gái cho cái người này <laughs> thế Thế là ông về ông trang điểm con gái, bắt con gái trang điểm thật đẹp. Cô đã đẹp rồi, trang điểm nó đẹp hơn nữa rất nhiều. Thế là lướt thước là dẫn đến chỗ Phật. Phải nói là thưa, thưa Ngài, tôi có cô con gái mỹ miều xinh đẹp nhất. Bao nhiêu người đến cầu hôn tôi đều không không gả. Nhưng hôm nay tôi đã chọn được Tôi quyết định gả con gái tôi cho Ngài. <laughs> Để chúng ta thấy, thấy Phật mà cũng còn rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế đấy. À, cô, 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 gái đứng ra đấy cô cũng e lệ một tí à. thế thế thì phật bảo thôi ông ơi con gái ông tôi nhìn thật sự mà chỉ là cái cái đẩy da Đẩy da hôi thối thôi ông ạ mà và nói thẳng thế đấy tôi ông đem về đi tôi không có dùng đâu <laughs> ông đem về đi tôi không dùng cái thứ này đấy thế là ông bà này thì thất vọng quá ông bà rất thất vọng ông bảo không tôi nói thật tôi không phải nói đùa đâu thật là tôi gả con gái tôi cho ông đấy cho ngày đấy mà không tôi đã nói mà tôi thấy cái con gái ông ấy chỉ làm một cái thùng phân thối thôi ông đem về đi tôi không dung thật mà thế là ông này mất mặt cô con gái lúc này là rất mất mặt thế là quay quay về thì lại chúng biết thì sau thì chỉ vì cái này này cô gái này thì sau đó là lấy được một Ông vua, ông vua đến cầu hôn Và chính cô gái này sau cô Thực ra là ông thủ, cô thủ Phật ghê lắm Và cô sau đã có nhiều chuyện Cô để cô trả thù Đức Phật đấy Nghe không? Đức Phật đi giáo hóa đâu là cô cho ra người chặn đường Kê bàn, kê ghế chặn đường không cho đi Đấy, các thấy không? Nhưng mà chúng ta để chúng ta thấy sao? Đức Phật nói rất là thật Vì Ngài đã thấy rất rõ rồi Ngài không mê như mình nữa Ngài nhìn thấy thân xác người nào Dù là cô hoa hậu Cô gì gì hậu đi chăng nữa hả? Thì cũng chỉ là một cái đáy da Bọc xương Máu mủ tanh hôi bên trong thôi Có gì mà đẹp Mà dần dần chúng ta là con Phật tu tập Phải phải làm sao luyện cho mình được cái mắt như thế Nghe không? Khi có cái mắt ấy rồi Thì cái ham về sắc dục nó sẽ bớt Gần như không ham nữa Không ai mà dám Thế là thầy nói các Phật tử đi đường mà xem nhìn thấy một cái người chết ở tai nạn người đường ấy, có ai dám đến gần không? À, dẫu đấy là một cô gái rất xinh đẹp trước đấy, nhưng mà nó chết bé bét ra đấy rồi cũng không dám nữa. À, hay là một cái xác chết nó nằm nó nó tím bầm đấy không ai dám gần. Đó. Chúng ta thấy không là cho nên Phật đã chế ra cái thuốc quán thân xác bất tỉnh để đối trị xác dục. Đấy là cái thuốc trị xác dục rất hữu hiệu người nào mà nặng về sắc dục thì thường quán cái này thường quán nha thường xuyên quán thân xác mình bất tỉnh quán mình mổ xẻ từ đầu đến chân phanh ra wow. thực ra đấy mình mà phanh ra thì chồng cũng gớm lắm wow. không thể mê được rất là ghê wow. chúng ta mê là chúng ta chỉ mê cái vỏ thôi mê cái vỏ cái da này thôi wow. Chứ còn mà thấy ra được hết bên trong thì không ai mê được cả. Đấy. Thế cho nên là Phật dạy quán sắc dục, quán thân bất tịnh để trừ tâm tham sắc dục. Tiết chế, tiết độ ăn uống. Wow. Đấy. Hoặc là mình giữ gìn chính niệm đầy đủ, chính niệm tỉnh giác, phòng được cái tâm khởi thì cũng có thể đối trị được sắc dục. Nghe Và... Rồi phật tử này hỏi tiếp làm thế nào để chúng con diệt trừ được tâm tật đố à, à muốn diệt trừ tâm tật đố thì sao chúng ta đố kỵ đấy đố kỵ nghĩa là thấy mình với người khác nhau người người ta thành công người người ta thành đạt người ta được tốt đẹp mình không được như ta mình ganh ghét mình đố kỵ thế thì phải tập quán quán bình đẳng nghe không? quán mình với người đặt mình vào là người thì tự nhiên đó, mình sẽ bớt cái tâm đố kỵ Nghe không? bớt dần cái tâm đố kỵ mình là người ta thì mình không đố kỵ nữa đó. thấy người thành công cũng giống như mình thành công thì mình không đố kỵ đó thì những cái pháp tu này pháp tu hoán đổi tu hoán đổi mình đặt mình mình là người thì sao nếu người ta thành công thì người ta mình, mình, là, mình là được người thành công thì sao đó thì mình tu tập như vậy mình sẽ, sẽ có cái tâm dần dần nó bình đẳng và bình đẳng thì không có cái đố kỵ xảy ra tiếp theo bạch thầy khi con tọa thiền có một lần tâm con lắng xuống đến lúc con không thấy mình ngồi nữa khi con tỉnh ra con thấy toàn thân mình như một pho tượng vậy đấy có phải là nhập định không xin thầy từ bi trả lời cho con biết à, phật tử này tọa thiền rồi tâm mình lắng xuống đến lúc không thấy mình ngồi nữa khi con tỉnh ra thấy toàn thân mình như một pho tượng vậy nếu mà ngồi thiền mà đến lúc tỉnh ra thì tức là lúc trước lúc ấy là hơi mê mê rồi. Nha. thế là vào trong giấc mê rồi. Như vậy ngồi thiền này là chưa được. Ngồi thiền là phải thường tỉnh táo. Ngồi thiền là tỉnh táo suốt cả buổi ngồi thiền. Thế chứ người ta mới theo dõi được được thân tâm. Nha, chứ ngồi thiền như vậy là mình ở trong trạng thái hôn trầm rồi, mê mờ rồi. Cho nên thì không biết mình ngồi thiền nữa này. Lúc tỉnh ra thì như mình một pho tượng ấy, nghe không? Thì cái trạng thái này Phải chấn chỉnh lại nhé. Đấy, Ngồi thiền mà đúng pháp Thì nó rất bình thường Rất nhẹ nhàng và tâm mình tỉnh sáng Đại chúng nhớ Chư tổ dạy đó Tỉnh tỉnh, ngồi thiền mà tâm nó tỉnh tỉnh Sáng suốt và lại lặng lẽ Thì đấy là đúng Tỉnh tỉnh tức là mình không mê mở Không mê mở, mình rất rõ ràng Biết được cả hơi thở, biết được cả Những cái niệm khởi trong tâm mình mình khởi gì mình biết, mình khởi gì mình biết. Đấy mới là tỉnh. Và tâm mình lại lặng lặng, thấy tâm mình nó lặng lẽ, lặng lẽ, nó không lăng xăng khởi ý nghĩ nhiều. Thì đấy là ngồi thiền đang đúng, ngồi đúng, đang tọa thiền đúng nhé. Thế còn ngồi mà không biết gì thì chưa phải, nghe không? Chưa phải. Cái này chưa phải là trường hợp định mà đây là đang mình vào trong một cái trạng thái hôn trầm nhé. Bạch Thầy, bà ngoại của con mất đá 100 ngày, qua trăm ngày vì bà ngoại con mất trước một năm ngày rỗ của cậu con nên ai cũng nghĩ nhà có trùng nên đã mời thầy eh, cúng về yểm bùa trên mộ bạch thầy việc yểm bùa sẽ làm cho bà ngoại con không về được nhà điều đó có đúng không con cúi xin thầy giảng giải cho con được rõ phật tử này hỏi rằng bà ngoại của phật tử mất hơn trăm ngày rồi bà ngoại mất trước một năm ngày rỗ của cậu nên ai cũng nghĩ nhà có trùng tức là cầu chết trước một năm sau đó đến bà ngoại không? thế cho nên là thấy hai năm liền nhau như thế thì nghĩ là nhà mình có trùng rồi và nghĩ nhà có trùng cho nên mời thầy cúng thầy phù thủy đến để yểm bùa lên mộ không? thế thì phật tử này bây giờ lo bây giờ yểm bùa thế thì bà mình không về được thì, sao thì thứ nhất ấy trước thầy đã có một cái đĩa thắp sáng niềm tin kỳ hai giảng về cái chuyện chết trùng hay không có trùng hay không nha? Yeah. thì thưa quý Phật tử, thầy nói rất rõ là không có thần trùng, không có việc chết trùng, mà chỉ có nghiệp thôi, cộng nghiệp hay là trùng nghiệp với nhau. trong nhà này liền liên tục năm trước năm sau hay trong một năm mấy người ra đi, đây là cái cộng nghiệp hay cái đồng nghiệp với nhau. nhà yeah. đồng nghiệp có thể làm sao? bốn năm người này bố này mẹ này anh chị em năm người này trong một tiền kiếp cùng hợp tác với nhau làm một việc ác giết chết một người nào đó chẳng hạn cho nên quả báo trong kiếp này đến cái thời gian này nhà này cả năm người này có khi ra đi đấy đại chúng hiểu không đấy thế thì mình bảo là chết trùng nhưng không phải nó do cái nghiệp này đó nghiệp báo đó đó nghiệp báo khiến lên như vậy trước thầy có kể câu chuyện mà năm vị vị sư đấy, vị tỳ kheo nhốt con rắn thằn lằn ở trong hang đấy sau đó thì đến lúc đi vào hang ngồi là bị hòn đá lăn bịt kín cửa hang về sau thì tự hòn đá lăn đi đến lúc hỏi phật thì phật bảo nếu mà trong tiền kiếp năm ông này là năm chú bé chăn trâu đi bắt con, con rắn thằn lằn nhốt trong hang một tuần sau nhốt một tuần đến lúc ra thì lại cậy ra để cho nó chạy đi và lúc ấy nó gầy quá rồi không muốn giết nữa chứ năm ông mà giết nó thì cả năm ông của kiếp này cũng sẽ chết do quả báo Nhớ như vậy quý Phật tử thấy trong gia đình nhà mình mà xảy ra liên tiếp những chuyện như vậy thì rất là hoảng chúng ta nghĩ ngay là chắc có ông thần trùng những gia đình mà như vậy thì thầy biết rất lo rất sợ sợ lắm ai bảo gì cũng làm mà không hiểu chính pháp rất sợ nếu mình hiểu chính pháp mình biết đây là cộng nghiệp của nhà mình trong tiền kiếp hay trong kiếp này mình làm việc ác. Không phải không đâu, thưa quý vị. Trong những tiền kiếp trước, chúng ta nhiều khi làm nhiều việc ác vô minh lắm. Năm bảy người xúm nhau khi khinh người quẳng xuống giếng chẳng hạn, đầy lắp vào. Đấy, thế kiếp này sinh ra vào một gia đình luôn, cả năm người vào gia đình làm bố, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, con cái với nhau. Đến lúc xảy ra hỏa cả nhà cũng chết. Đấy, nghe không? Thế thì sao? Đó, thế thì chúng ta biết đây là nghiệp. Vậy thì làm sao? không có cái gì khác bằng tu tập để chuyển nghiệp, chỉ có chuyển nghiệp bằng cách tu tập thôi. Chúng ta phải khẩn trương quy y tam bảo, bắt đầu thực hiện các việc lành và sám hổ, hối sửa tâm, tu tập. nhớ như vậy, chỉ có cách đó thôi. Còn đi yểm bùa yểm biền gì không được, ông thầy bùa yểm cũng không xong. Nghe không? cái nghiệp chứ có phải đâu phải đơn giản đâu. Ừ. Ông yểm cái điều này nhưng nghiệp nhà mình còn thì mình sẽ chiêu cái họa khác nha yeah, mình yếm cái này nó sẽ chiêu cái họa khác đến để trả cái nghiệp của mình đó chúng ta nhớ sao nè câu chuyện này để các quý phật tử thấy đấy dòng họ thích ca dòng họ thích ca bị vua lưu ly đem quân sang để đánh giết dòng họ của phật thích ca đây là dòng họ của phật đấy đại chúng thấy không phật còn không cứu được phật mấy lần ra chặn ông ngài mục kiều liên thần thông bậc nhất Ngài dùng thần thông Ngài thu hết tất cả Những người còn lại của dòng họ Thích Ca vào trong cái bình bát của Ngài Bay lên trên rời Để cho ông vua Lưu Ly Ông sang không tìm thấy ông giết nữa Còn sót ai thì ông giết rồi Đến lúc mà Ngài Mục Kiều Liên cứ nghĩ rằng là Mình cứu được sống dòng họ của Phật Khi bê cái bình bát xuống Thì tất cả mọi người trong bình bát Biến thành máu hết, chết hết Cũng khó cứu được đâu Thế là nghiệp phải trả Đấy cho nên chúng ta sợ là sợ cái nghiệp ác mình gây này này. Còn muốn chuyển nó thì phải tu tập để chuyển hóa nha. Nên trong già nhà mình mà xảy ra liên tục những tai họa như thế liên tiếp như thế thì mình biết à để tu tập để kéo dài để mình trường thọ thì Phật dạy làm sao? Muốn trường thọ phải tu tập, và phải nuôi tâm từ bi, trước hết là sám hối các tội lỗi nghiệp chướng của mình, rồi mình phóng sinh cứu vật, cứu người. Sau đó làm sao? Mình làm các việc phước thiện rồi sao nữa Nghe không? Nghe. mình chuyển tâm mình mình từ tâm ác thành tâm tử bi từ thành tâm từ bi nhá đấy thì cái này là cái chỗ này chứ còn ông thầy bùa ông yểm thì không giải quyết được đâu ông yểm ở chỗ này thì đã bi chỗ khác đấy. Đấy. và cũng không phải yểm như thế mà vong linh của bà không về được Nghe không? tất nhiên cái chuyện yểm nó cũng có ảnh hưởng khi mà yểm như thế nó có ảnh hưởng Và ảnh hưởng như vậy nó Thường là cũng không tốt đâu đó. Nhất các cái, cái, cái phù chú Của các thầy phù thủy đó Người ta yểm vào là nó có đem theo Những các cái người ta gọi là âm binh đó. Yểm vào, nó ảnh hưởng Nhà mình đang bình an Tự nhiên yểm cái bùa một thời gian sau nó cũng lộn xộn Cho nên thầy khuyên các Phật tử Không có yểm bùa nha. Dùng bùa yểm Đấy là một hình thức của Đấu tranh đánh nhau trong nhà mình tự nhiên có chuyện đánh nhau nhà nào cũng có thổ thần đất có thổ thần là đúng sông cũng có thần linh mà người ta gọi là hà bá đấy biển thì có ông gì thủy thần hải thần sông thì có hà thần núi thì có sơn thần đất ở nhà mình có thổ thần đấy, có hết các vị thần đấy các vị thần ấy đều có cái trách nhiệm trông nom cai quản cái, cái cái khu vực đất mình ở Thế mình yểm bùa biển nhiều khi rồi là phạm đến các ngài không tốt cho nên không nên yểm nhé các phật tử không nên yểm bùa nhất là bùa của các thầy pháp thầy phù thủy thì tránh đi mình không biết các ông ông làm cái gì đấy ông đưa âm binh linh tinh vào đấy rồi mệt lắm nhé có phật tử hỏi bạch thầy hàng năm cứ giao thừa 30 tết nhà con lại cúng một con gà sống để đón giao thừa như vậy đúng hay sai vì từ đời các cụ đến nay gia đình nào cũng đều làm thế xin thầy bố thí cho con có phải làm thế nữa hay không ừ. Ừ. thầy tin là các phật tử đi học pháp lâu thì biết câu trả lời rồi <laughs> yeah. đấy. cái này là cái tập tục của dân ta đến giao thừa phải chọn con gà sống mà gà sống nào mà gà sống loại đặc biệt đấy nhau yeah. nha yeah. mào cửa phải đầy đủ để cúng giao thừa rồi để con xem chân giò yeah chân giò nó chỉ vào đâu nó chỉ vào cái bóng nào nó, nó, nó đỏ hay là nó đen hay là nó thâm à, nhiều rất nhiều chuyện ở xung quanh cái chân gà hay cũng vì cái đó cũng vì cái chuyện chân gà như thế mà rồi nhiều nhà thì họ làm đủ thứ để cho chân gà khi ví dụ khi con gà nó còn sống là người ta buộc cái ngón chân nó chẽ ra chỗ này để đến khi luộc nó lên là nó chỉ vào cái chỗ cái chỗ không có gì đấy để yên tâm đấy hiểu không thế, thế thì nó đâu còn đúng nữa Thế bây giờ nó còn cả chuyện này nữa, đẻ đái cũng thế. Bây giờ chọn giờ sinh, Đấy, cho nên nhiều vị, ví dụ chọn là năm nay, à, năm quý tỷ, à, con trai, trai đinh nhâm quý có tài là quyết định phải đẻ năm nay. Năm nay rồi chọn à, chọn tháng thì cũng không ấy rồi, chọn ngày trong cái tháng đó. Và ví dụ nó được à, à 8 tháng mấy rồi, đáng nhẽ phải đủ 9 tháng, 10 ngày mới đẻ nhưng mà chọn cái ngày đi xem ông thầy nào mà ngày này tốt ngày này là đẻ ra làm vương làm tướng thế là quyết định cho con đi mổ đúng giờ để lấy ra dạ. không thấy nó khổ vô cùng khổ mà như thế đâu có đúng đâu chúng ta thấy ông mê tín nó làm bao nhiêu cái chuyện tệ hại các cháu đang nghe nó đẻ đúng ngày đúng giờ thì nó mạnh khỏe giờ chưa đủ ngày giờ đã mổ để lấy nó ra rồi nên nó khổ vô cùng đấy chúng ta thấy không mà do chúng ta mê tín cái chuyện Ngày giờ Cái chuyện này bây giờ là nhiều đấy chứ không phải không đâu Thầy đã thấy rất nhiều gia đình lên bạch thầy à, Lấy đi mổ cháu để lấy cho đúng ra cái giờ ấy Thêm khổ chứ này Không còn cái gì là, là tự nhiên nữa wow. ừ. Đấy Cái chuyện không phải Không hợp đạo lý Không đúng Nghe không Thế cho nên cái việc à, Cung cấp của chúng ta đêm giao thừa Thầy nói là cái việc sát sinh Thì nó đã không tốt Yeah. với tinh thần đạo phật là không tốt không, không lành yeah. à. cho nên là thầy cũng khuyên các phật tử đấy hiểu được đạo phật dạy rồi thì tùy mình biến chế giao thừa ta làm gì ta làm mâm cơm cháy cúng phật cúng gia tiên sau rồi thì cả nhà ngã ra ăn wow. rất vui ăn đĩa xôi đĩa chè gì giữa đêm giao thừa rồi ngồi đấy uống trà bạn đảm đạo đức với nhau và wow. cha con nói chuyện nói trò tổ chức buổi trà đạo chẳng hạn đấy tổng kết công việc một năm rồi vạch phương hướng năm mới cho các con anh em phải đùm bọc bảo bao bọc nhau giúp đỡ nhau quý không nó hạnh phúc lên rất nhiều có à, hả Nào, đấy nhé thế chứ còn cái việc mà cúng như thế thì với phật thì, thì phật thấy là nó tinh thần phật thì nó, nó không phải là hay bạch thầy con sắp tổ chức lễ hàng thuận cho con việc tổ chức có liên quan đến đồ mặn kính thầy chỉ dạy chúng con ít tạo nghiệp nếu lỡ bắt buộc phải sát sinh à, phật tử này nói rằng là chuẩn bị làm lễ hàng thuận cho con gái ha? Ừ. À, việc tổ chức lễ hàng thuận lại liên quan đến đồ mặn nếu tổ chức lễ hàng thuận ở trên chùa thì không bao giờ phải liên quan đến đồ mặn cả trên chùa mình đều nấu cơm chay đãi khách đó thế còn ở nhà thì gọi là tổ chức cưới cho con Thế cưới con thì ở nhà thầy biết là khó mà bắt khách người ta ăn chay được. Nghe không? Người ta cúng cho mình một triệu hay năm trăm đến mà thấy mâm cỗ chay nhiều khi người ta lại cho mình là là keo kiệt không? hay là mình tính toán với người ta. Thì chắc là tại gia thì khó ăn chay được. Thế thì thôi chúng ta vẫn phải tùy thuận thế gian. Nhưng thôi thầy cũng khuyên các Phật tử nha, đồng viên là chúng ta cứ ra chợ đó. Cái chợ nó bất thường nó làm ấy thì nó đã làm rồi. Không phải vì nhà mình có đám cưới người ta mới làm ra chợ mua cái đồ làm sẵn nhé về mà chế biến thì nó ít tạo nghiệp hơn cái đồ ở chợ người ta đã làm sẵn rồi không phải hôm nay nhà ông a này làm cái đám cưới tôi phải giết thêm mấy chục con gà có ai ta biết thì mình làm cưới đâu đấy mà nó đã giết rồi thì mình ra mình mua cái vần ấy về là nó đỡ tạo nghiệp nha mình có thể là gần như cái cộng nghiệp của mình với người ta nó ít nhé cái ấy là hay nhất chứ cũng, cũng đừng ra đấy ra chợ đặt ở chợ À, đặt ngày mai giết cho tôi mấy trăm con gà để nhà tôi có đám cưới nhưng mà các ông giết đi rồi tôi mua thì như thế cũng không hay cứ ra chợ người ta đã giết rồi đêm mua nha đấy là cái cách mà ít tạo nghiệp nhất nhé có phật tử hỏi rằng kính bạch thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con gần đây gia đình con trên ảnh phật toàn ong vàng đậu tụ lại tròn như cái tổ hàng ngày con thắp hương con cũng cầu phật xin phật gia hộ xong bây giờ nhà con hết thì lại đậu vào ảnh Phật của gia đình con trai, con cháu ở riêng nhà. Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con biết. Thế là Phật tử này trong ban thờ Phật ý, thì có đàn ông nó đến nó tù vào. Thế thì đã xin Phật gia hộ cho đàn ông nó đã rời đi rồi. Bây giờ lại rời vào ảnh, đậu vào ảnh Phật ở bên nhà con trai. Không đậu nhà mình lại đậu nhà con trai. <laughs> thì làm sao đây? Cái này thì phải tìm hiểu xem cái mấy cái con ngành ông á cái ngành nuôi ong ấy xem sao hay là trên ảnh nhà cô cô là cứ để cho dính gì đấy dính mật hay gì đấy nó lại tưởng là cái chỗ đậu được thì cái chuyện là lúc nó mới đậu thì lên mình 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 đuổi nó đi nó không làm tổ đến nữa thì nó không đậu nữa đừng để nó làm tổ to rồi đến lúc mình đuổi nó nó khó nha đấy chứ mà thầy nghĩ ong mà đậu trên ảnh thì nó ít tại vì mình thường thắp hương thắp hương khói thì nó khói làm sao mà nó đậu đấy cái này thì nó không có cái vấn đề gì cả nhé không có vấn đề gì cả không phải lo cái chuyện này cứ đuổi nó đi bình thường thôi nhé có phật tử hỏi kính bạch thầy từ khi được quy tam bảo và về chùa nghe pháp đến nay gia đình con đã được chuyển từ chồng con các chị em dâu đến đều tin theo phật phật pháp và cùng về chùa quy y nhưng còn một điều gia đình con có một ngôi mộ của đời cụ đã mất mà gia đình đã đi xem nhiều nơi rồi tìm mãi không thấy nên trong gia đình anh chị em con cứ nóng nảy mắng các em dục đi xem để tìm mộ vậy bạch thầy chỉ cho chúng con biết có nên tiếp tục tìm hay không ạ à? đấy câu hỏi này thì cũng có phật tử trước đây hỏi thầy một lần rồi một vài lần thì thưa quý đại chúng cái việc mồ mả của chúng ta quả thật rất nặng nề ha. nhất là dân Việt Nam với dân Trung Quốc mình vừa rồi quý thầy có cái chuyến hành hương đất Phật đấy đấy ở đây rất nhiều phật tử đi cùng đoàn Thấy cả một cái đất Phật, đất Ấn Độ mênh mông thế Chả thấy ngôi mộ mả nào ừ, Họ có mộ mả đâu Thế nhưng họ sống thì cũng bình an không? Vậy thì cái chuyện mộ mả Đấy là do tập tục của từng dân tộc Thì bây giờ thầy nói cái mộ mà đã mất lâu năm Năm bảy chục năm rồi Bây giờ thầy giả dụ nếu chúng ta có tìm thấy mà đúng đi Thì chúng ta còn gì? Bóc lên cũng chỉ là đất thôi cái mộ một năm bảy chục năm rồi thì cũng còn là đất thế chứ còn gì đâu không còn xương nữa xương cũng thành đất rồi ví dụ đấy thầy nói là tìm đúng nhé yeah. thế còn nếu tìm sai có một vài gia đình nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm mộ nhà ngoại cảm tìm mộ xong rồi bây giờ lại nghe là các nhà ngoại cảm mới tìm sai đấy trên báo chí có đưa đấy nào là đi là lấy xương chó xương gì đấy À, thế rồi làm thế rồi lấy mảnh sành mảnh xứ gì để vào đấy vào đấy là xương người nhà mình bây giờ lại âm mỹ lên cái chuyện tìm mộ sai bao nhiêu năm tháng này là cứ thờ cứ lễ cái xương chó ấy thôi ừ, đấy chúng ta thấy khổ không à, thế rồi có khi lại sai không phải xương người nhà mình lại lấy xương ở đâu ấy của người nào về đấy. À, đấy thế nó linh tinh cả vậy bây giờ làm sao mà đại chúng biết cái việc đi tìm mồ mã giờ rất khổ phải đi tìm xem nhà ngoại cảm nào rồi đi đây đi đó, ngày đêm vất vả, rất là khổ. Mà rồi xảy ra cái hiện tượng là đúng hay không đúng? Và mà có đúng có khi chỉ còn đất thôi, làm gì? Đấy, trên báo có đăng cái chuyện một số các nhà giả ngoại cảm nó làm mộ giả, nó làm xương cốt giả, nó, nó, nó ở trong Quảng Trị đấy. Và bây giờ ấy, họ, họ vào họ đào một cái mộ xong họ cũng có nhặt xương một số xương xương trâu xương bò gì đấy họ vứt vào đấy xong rồi họ lấp vào lấp vào đấy thế xong rồi có mấy người dân mình đến hỏi các nhà ngoại cảm rồi đấy, đấy đấy đến chỗ đấy đấy chỗ có cái gốc cây đấy 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 Này, đào xuống đào đúng thấy có xương thật thế về sau mà bên bên uh, điều tra người ta điều tra ra thấy đây là cái mộ vừa mới làm xong mộ mới làm lá cây vẫn còn xanh vẫn rớt ở dưới đấy dưới mộ chứ có phải mộ lâu đâu đấy phát hiện ra cái chuyện mà làm mộ giả để mà lừa cái người dân cho nên ấy, với câu hỏi này thầy khuyên tất cả các quý phật tử nếu gia đình đã thất lạc mộ lâu ông bà tiên tổ mất lâu rồi thôi không tìm nữa mà lên làm cái lễ để cầu siêu cho vong hồn của các cụ ấy nghèo chúng ta biết ý, cái mộ mả xương cốt ấy chỉ là đất thôi là tứ đại lại về tứ đại Còn cái phần linh ấy, tâm linh nó là thuộc Mình gọi là phần hồn đó Tinh thần nó đâu phải là ở chỗ đấy Phần tinh thần nó phải tái sinh Phải chuyển kiếp Hoặc là vào kiếp ngã quỷ Hoặc tái sinh làm người Hoặc vào súc sinh là đi đâu đi đâu đó rồi Vậy thì cái tốt nhất cho cái người đã mất ấy Lo cho người ta là chúng ta tác phước cho họ Tác phước cho họ, cúng dường cho họ là xong Đấy là trách nhiệm của mình tốt nhất trong kinh địa tạng là cái bộ kinh nói rất nhiều chi tiết nhất cho cái việc người chết đức phật không hề dạy mình phải đi tìm mộ không hề dạy mình phải đi tìm mộ mà đức phật chỉ dạy tá phước cúng dường trai tăng hồi hướng cho người đã mất thôi đấy là cái tốt nhất nhá cho nên với ra với câu hỏi này thầy khuyên ai ở đây mà đã có chương trình đi tìm mộ lâu rồi mà không được nếu đã lỡ tìm rồi mà thấy thì thôi ta không nói còn đi tìm mái chưa ra thì thôi dừng đi cho nó khỏe À, tác phước cho gia đình à, cho vong linh đấy là tốt nhất cũ ở đâu cụ vong hồn cũ ở chỗ nào lang thang đâu mình tác phước cũng được hưởng hết tốt nhất nhé yeah. là à, chúng nhất trí thế không đấy thế là thầy nói này là nhiều khi mấy nhà ngoại cảm ta này đến ta trách thầy không thấy ai đi tìm mộ mà